Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ 15 phút của ngày 13 tháng 12 năm 2021. Trời Hà Nội hôm nay rất là đặc biệt. Và cứ mỗi lần như thế này này, buổi sáng này, thì tôi lại nhớ tới nhạc sĩ Phú Quang. Và tôi bật liên tiếp random những cái bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, ăn bát phở và làm một cốc trà nóng. Khung cảnh và thời tiết thì rất thích hợp để chúng ta nghe nhạc Phú Quang. Nhưng đấy là của riêng tôi thôi. Còn các bác có thể là comment để xem các bác rằng là cái thời tiết như thế này thì chúng ta làm gì là cho nó hợp nhất nhá. Thôi, lan man thì chắc đủ rồi. Hôm nay ở trong clip này tôi xin chia sẻ với các bác một cái điều như thế này. Hôm nay thì chính thức ấy, thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí thì cũng đã ký kỷ luật một viện kiểm sát của một xã. Thì vị này là bị làm sao thì xin chia sẻ với các bác thế này. Chúng ta nhìn qua thông tin một chút rồi tôi với các bác lại cùng bình luận nha. Đây là câu chuyện từ hôm trước mà đã gây rúng động cộng đồng mạng. Đó là tại Tây Ninh thì nữ chuyên viên thì đã tố là bị viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân để sàm sỡ trong trụ sở ấy. Thì cách đây 3 hôm thì ngày 11 tháng 12 thì chị tên là PTVV đó, thì chuyên viên một viện kiểm sát thuộc tỉnh Tây Ninh thì cho biết là có đơn tố cáo về hành vi không chuẩn mực của trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương này quấy rối với chị. Rồi theo đơn tố cáo đó thì tối 19 tháng 10 thì ông THP là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân một địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh thì đã tổ chức uống bia tại trụ sở cùng với 5 người trong cơ quan và gọi chị V xuống ăn. Và sau đó thì bắt cạo gió, rồi sau đó là tình nghĩa chú cháu, vân vân. Chú cháu nha. Và sau được khoảng 5 phút thì ông này có những cái hành động thiếu chuẩn mực và đòi quan hệ tình dục. Và chị này thì ra sức chống cự, năn nỉ gần 10 phút. Nhưng ông P thì vẫn có hành vi cưỡng ép và khống chế chị để đòi quan hệ tình dục. Thế cho nên là lúc mà bà này hoảng sợ quá, chắc là khi ông kia này ghi bà này xuống ấy, thì tôi cắn lưỡi ông P thì ông P mới bỏ ra và tôi chạy về phòng. Chị V đã bức xúc trình bày như vậy. Và người bị tố cáo thì nói rằng là tôi không biết. Đó. Đó. Và các bác có thể thấy rằng là viện trưởng là viện trưởng, ông tên là ông Ngô Văn Hối, là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh thì cho biết hiện nay thì đang tích cực xác minh làm rõ nội dung tố cáo này. Và cái ông trên này này là viện trưởng là ông THP, là viện trưởng của một địa phương, tức là xã. Và các bác biết tin ngày mới nhất, đây là tin từ ngày 11 tháng 12 và cho tới ngày hôm nay. Thì sáng ra tôi đã thấy một cái tin như thế này và tôi cảm thấy rằng là vô cùng ngưỡng mộ ông Lê Minh Trí. Rất nhanh thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng, tuệ quyền tại Tây Ninh để kiểm tra xử lý cái dấu hiệu vi phạm liên quan tới vụ nữ chuyên viên tố cáo bị lãnh đạo này sàm sỡ. Và ngày 13 tháng 12 thì Thanh Niên ấy, thì đã nguồn tin nhỏ để cho biết rằng là Viện trưởng Lê Minh Trí thì đã ký quyết định tạm đình chỉ với ông này rồi. Trong đó thì đã đưa ra và phân công Phó Viện trưởng thì phụ trách đơn vị. Và tại sao? Phải nói rằng rất nhiều những Facebooker và những nhà báo đã đưa vụ việc này lên để nó không bị chìm xuồng. Bởi vì đây là vụ việc nghiêm trọng, nhạy cảm và bức xúc dư luận nhưng lại chậm xử lý và báo cáo. Cũng ngày 12 tháng 12 thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng ký công văn số 59 gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh về trách nhiệm báo cáo công chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo nội dung này thì ngày 12 tháng 12 năm 2021 thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã nhận được báo cáo số 262 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tố cáo ông Tạ Hoàng Phi, viện trưởng của Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và đơn tố cáo của chị PVV, chuyên viên làm ở Tây Ninh. Các bác thấy hay không? Đó. Chúng ta cần những lãnh đạo như là ông Lê Minh Trí. Thật sự là thế. Ông không dung túng, không bao che cho tất cả các cấp. Chúng ta có thể thấy thế này này. Chị V ấy, tôi không biết tên là gì, chị Phan Thị PV, thì chị ấy có một cái đơn tố cáo từ ngày 11 tháng 11
tức là cách đây khoảng 2 ngày thôi. Và có thể thấy rằng là bên phía của tỉnh Tây Ninh ấy, là cũng đang xác minh để điều tra làm rõ. Sau đó thì nhận đơn tố cáo, nhận và sau đó chuyển lên bên trên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thế nhưng ấy, cái việc xử lý này này thì báo cáo với các bác rằng là chậm là không được. Chậm là gây bức xúc. Chậm là người dân có quyền nghi ngờ rằng các anh chị này đang bao che lẫn nhau hay sao. Ở bên xã mà vi phạm thì bên tỉnh có bao che hay không. Và như các bác có thể thấy rằng là với chỉ sau 2 ngày thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là ông Lê Minh Trí đã có 2 cái công văn. Một cái thì là quyết định tạm đình chỉ đối với ông kia đó, của ông Tràng Bàng, của thị xã Tràng Bàng. Cái thứ hai nữa rằng là có công văn để mà có thể tôi đoán là chấn chỉnh hay là phàn nàn hay lên một cái gì đó đối với tỉnh Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tôi không hiểu rằng giữa ông Viện Kiểm sát này ông nghĩ thì gì. Bởi vì các ông phải biết rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí bắt đầu nổi tiếng là thông qua báo, thông qua cái quán cà phê Xin Chào nhé. Quán cà phê Xin Chào, cái này liên quan đến Hàn Ni một tí nha. Và thứ hai nữa là báo cáo với các bác rằng là nổi tiếng một lần nữa là liên quan tới ông Thủy tại Vũng Tàu, và nguyên là giám đốc ngân hàng nhà nước của Vũng Tàu và sàm sỡ với trẻ con. Ông đã yêu cầu khởi tố và làm vụ việc này, một vụ việc mà gây bức xúc dư luận. Với ai ấy, và các bác rằng là những cái hành vi vô đạo đức, thiếu chuẩn mực là không thể chấp nhận được ở trong cơ quan công quyền. Và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cũng như vậy, là yêu cầu chấn chỉnh ngay cái việc này. Rõ ràng ngay cái việc này, bao gồm cả những người mà chậm báo cáo, chậm xử lý. Rõ ràng người ta để anh làm lãnh đạo của cả một cái tỉnh, thì anh phải xử lý ngay cái việc ở Tràng Bàng chứ. Một sự việc gây bức xúc dư luận như vậy, có đơn tố cáo như vậy, thì anh phải ngay lập tức anh làm để anh trả lời cho công luận biết. Bởi vì để càng lâu thì thứ nhất là mọi người càng bàn tán ra, càng bàn tán vào và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của ngành kiểm sát. Một ngành rất đặc biệt. Đúng không ạ? Rồi người ta bảo rằng là các ông chậm xử lý như vậy chắc là để dùng cái chiêu gọi rằng là để lâu thì mất châu hóa bùn. Đúng không? Và từ đó các anh chị bao che với nhau. Và những người thấp cổ bé họng như cô chuyên viên kia hay là những người khác thì biết kêu ai bây giờ? Có đúng không ạ? Đấy là điều đơn giản mà chúng ta có thể nhìn nhận được trong cái sự việc. Nếu như chậm xử lý thì nó cũng là vấn đề. Anh có quyền làm phương án A, làm phương B, nhưng anh không làm gì thì cũng là một cách xử lý. Và cách không làm gì này là cái cách mà phải nói rằng là rất thiếu trách nhiệm và rất gọi rằng là hèn kém trong việc ra quyết định. Các bác có thể thấy ông Lê Minh Trí, ông ấy xử lý ngay, tắp lự thì rõ ràng là đã lấy lại được cái niềm tin cho người dân chứ. Đầu tiên cứ xử lý đình chỉ đã, sau đó làm rõ đã, để người dân thấy rằng là không bao che, không dung thứ cho ai cả. Và tôi cũng không thể hiểu được rằng là những cái vị lãnh đạo ấy, của một số nơi ấy, là cứ thế là đè nhân viên của mình ra thịt. Tôi nói thật, đè nhân viên của mình ra thịt. Đó. Từ cái ông ở Viện Kiểm sát của Tràng Bàng này, sau đó rằng là ông chả lẽ ông không đọc báo, không đọc tin, ông không biết được rằng là vừa rồi ở Cô Tô đã xử lý một loạt. Đó. Và ngay tại ban tuyên giáo ngày trước thì ông Bùi Trường Giang lúc đó là phó trưởng ban tuyên giáo cũng bị xử lý. Cũng vì những hành vi thiếu chuẩn mực như thế đó. Cũng là hành vi có những mối quan hệ mập mờ, không gỡ giữ được. Và không biết ông này của bên Tràng Bàng có phải là đảng viên hay không. Và ông vừa rồi có nghe được rằng tới hôm 9 và hôm 12 là mùng 9 thì là hội nghị về công tác cán bộ, thì nêu cái trách nhiệm, nêu gương, giữ vững đạo đức lối sống. Không hiểu như ông đấy có nghe không, để thấy rằng là mình phải hành xử thế nào để mà người dân với cả là nhân viên bên dưới người ta trông vào, người ta tin tưởng. Bởi vì chức vụ càng cao thì nêu gương càng cao. Hay ông nghĩ rằng là cái viện kiểm sát của một cái thị xã thì nó không to, cho nên ông muốn làm gì thì làm. Thật là nực cười, có đúng không ạ? Và tôi báo cáo với các bác rằng các chị em, tôi cũng thấy thẳng ra là nhiều khi cũng có một cái sự gì đấy nó đồng loạn. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sự việc này không phải mới xảy ra, mà nó xảy ra đến hàng chục năm nay rồi. Và rất nhiều người, chứ các bác, có những người sẵn sàng làm những cái việc như đó, việc như thế, sẵn sàng thả lỏng cơ thể mình ra và chấp nhận những người xếp sàm sỡ mình, để mà sau này có thể nói rằng là như là một cái việc gì đó
anh nâng cho anh chỗ này vị trí chỗ kia rồi xin xỏ nọ kia vân vân. Rồi một số người thì xấu hổ quá không dám nói, không dám làm được tố cáo như chị PTVV này, xấu hổ quá không dám tố cáo. Và từ đó đó là những cái hành vi mà tôi có thể nói rằng là nó tạo ra một cái tiền lệ để những cái vị kia càng đực thể, càng sạm sỡ, càng càng lấn tới và trở thành rằng là thậm chí nó có một cái gọi rằng là em này là của sếp, cô này là của sếp, vân vân, nhiều lắm, nhiều lắm. Ngay cả những cơ quan trung ương có kiểu đấy cơ mà. Thế cho nên ý, chúng ta phải tranh, nghĩa là chúng ta phải có một gì loại bỏ những cái hành vi này ra khỏi bộ máy chính quyền, bởi vì nó là hành vi không những ấy mà nó còn là vô đạo đức, vô đạo đức. Chúng ta thấy rằng là Bill Gates còn thậm chí rằng mời một cái người email và mời mời một cái cô đi ăn tối, là cái hành vi không chuẩn mực từ những năm 2000 mà bây giờ vừa rồi ấy, người ta lật lại thì người ta mới thấy rằng, lật lại bố ly hôn ấy, thì mới thấy rằng là riêng việc đó sau này thậm chí sau chục năm người ta xử lý lại, điều tra lại, và người ta mà nội bộ công ty người ta điều tra nhé, và ông đã phải rời khỏi cái chức vụ của bên Microsoft bây giờ mới lộ ra đấy. Thế để các bác có thể thấy rằng là những hành vi đó thì ở bất cứ một quốc gia nào, một nền văn hóa nào thì cũng không thể nào chấp nhận được cái hành vi đó. Thế nhưng mà lâu nay nó trở thành bình thường bởi vì cái sự bàng quan của cả người trong cuộc, của cả người trong cuộc lẫn của cả chúng ta. Chúng ta coi đó là hành vi bình thường. Thế cho nên nó mới giải như vậy. Tôi mong muốn rằng ấy, ngay cả những hành vi của CEO Phương Hằng ấy, chúng ta thì thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ bàng quang và coi nó là việc bình thường thì sau này con cái cháu chắt chúng ta, người ta coi rằng là những cái hành vi như kiểu là CEO Phương Hằng sẵn sàng vu khống chửi bới người khác là chuyện rất bình thường trên mạng, thì từ đó báo cáo với các bác, nó tạo ra một, thiết lập một cái nền tảng văn hóa nó thấp hơn nữa. Cho nên điều này có cần sự chung tay của tất cả mọi người, và tôi rất rất ngưỡng mộ ông Lê Minh Chí đã xử lý rất nhanh trong vụ này. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành nha.